Và sau cùng xin kính mời quý vị theo dõi phóng sự Chị Trê gây quỹ trùng tu chùa Quan Âm được tổ chức vào ngày 5 tháng 5 năm 2013 vừa qua. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Chùa Quan Âm được kể là một ngôi chùa đầu tiên của người Việt Nam trong vùng Maryland, từ phía bắc Beltway 495 lên tới biên giới Philadelphia. Nếu nhìn về phương diện phát triển nhân số, đang đóng một vai trò rất quan trọng, và đặc biệt nhất là thành phố Baltimore, được coi là một thành phố lớn, trong đó có một số trường đại học lớn mà con em người Việt Nam đi học rất đông. Những tiểu thương gia Việt Nam phát triển rất nhiều, do đó dân số Việt Nam tăng nhanh so với vài năm trước đây. Có thể lên tới 20.000 người Việt Nam hiện cư sống tại nơi đây. Vì vậy, chùa Quan Âm là một ngôi chùa mà mọi người Phật giáo trong vùng này đang mong mỏi. Chùa Quan Âm được hình thành vào ngày 2 tháng 2 năm 2012. Trước đây là của Hội Thánh Tinh Lành, được xây cất cách đây 100 năm. Ngôi chùa thì rất nhỏ, không có nhiều chỗ đậu xe và rất nhiều chỗ cần sửa chữa. Được biết, ngôi chùa Quan Âm cho đến nay vẫn chưa có ban trụ trì Tam Bảo. Những người trong Hội Việt Mỹ tại Maryland đã giúp chùa Quan Âm được hình thành buổi gây quỹ trùng tu vào ngày Chủ nhật 5 tháng 5 2013 vừa qua tại Security Square Mall thuộc thành phố Windsor Mill, Maryland. Chùa hiện tại nay thì giống dĩ đã xuống cấp trầm trọng. Hiện tại thì giống dĩ được một số quý Phật tử tại vùng Baltimore này phát tâm ủng hộ và đồng thời sửa chữa là một số phần cơ bản để làm một cái nơi sinh hoạt hàng tuần cho quý Phật tử. Còn như trong tương lai thì chùa có rất nhiều về cái dự kiến, chẳng hạn như thiết lập nơi thờ tổ, nơi thờ cửu huyền thất tổ và nơi thờ Đức Mẹ Quan Thế Âm. Cho nên hiện nay thì giống dĩ ngôi chùa mới được thành lập, về kinh phí của chùa thì còn rất hạn hẹp. Cho nên bổn tự cũng như quý Phật tử quyết tâm để mở cái tiệc chay này nhằm chia sẻ với đồng bào Phật tử ở đây mỗi người một ít, để với mong ước sao cho cái ngôi bảo tự được sớm được thành tựu viên mãn. Để mà trùng tu chùa thì thực sự mà nói, suốt thời gian 3 tháng 4 tháng vừa qua, hội đã đứng bên cạnh và cùng với chùa Quan Âm để mà hợp tác rất là chặt chẽ, làm sao để cho buổi gây quỹ đạt được hiệu quả cao nhất, và đồng thời cũng đem cho tất cả quý vị đồng hương và đồng quý vị Phật tử hiểu rằng chùa Quan Âm vẫn là một cái ngôi chùa còn rất voi thai và cần rất nhiều sự ủng hộ của quý đồng hương và Phật tử. Đặc biệt trong buổi gây quỹ trùng tu còn có sự hiện diện của Nico Hoa Nghiêm, cũng là chị ruột của Đại Đức Thích Pháp Quang, cùng một số Phật tử đến từ thành phố New York, nơi mà Nico tu đạo. Thường ở nơi đâu có ngôi chùa thì nơi đó sẽ là cái nơi để mà rèn luyện tâm linh, và thế nơi để mà rèn luyện đạo đức cho mọi người cũng như con em chúng ta. Dạ, hôm nay là cái tiệc chay gây quỹ chùa Quan Âm. Chúng con là những Phật tử từ New York, chúng con rất là ủng hộ chùa Quan Âm và ủng hộ thầy Pháp Quang, sư cô Hoa Nghiêm, nên chúng con tới đây với cái tâm là muốn phục vụ cho ngôi chùa được ngày hưng thịnh. Đến từ New York, trong cái phái đoàn mình đi trong bạn thì có 4 người và tất cả đều đem cái nhiệt huyết, nhiệt thành để đến để mà phụng sự cho Tam Bảo. Thì mình nghĩ là một Phật tử thì ở đâu chùa Phật Tam Bảo cần thì mình đến để mà đem tài vật hay là tinh thần ra để giúp đỡ. Có chùa Quan Âm tôi rất là mừng. Ngày nay là gây quỹ, tôi có xuống mần công quả mấy ngày, tôi cũng rất mừng. Chị em xa gần về đây đông đủ, rất là mừng cho thầy cô ở chùa Quan Âm. Và lúc đầu cũng nhiều khó khăn, nhưng mà các anh chị em đã đóng góp rất là nhiều nào công sức và tất cả đều đóng góp vào để do thành lập cái chùa cho đến ngày hôm nay, cũng đang có nhiều tiến triển, nhưng mà đang cần rất là nhiều những cái sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần để mà gây cho cái chùa được thêm thành công.
Chùa Quan Âm được hình thành để đáp ứng những nhu cầu cho những người Phật giáo về hôn quan tang tế như là hôn sự, nơi thờ linh, thờ cốt, đặc trách nghi lễ tôn giáo, ma chay, v.v. Bên cạnh đó còn là nơi học hỏi về giáo lý Phật Pháp cho những người Phật giáo tại nơi đây. Kính thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày cuối tuần thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới.